Xin chào tất cả chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tool ngày 9 tháng 3 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành 5 phút để theo dõi video. Và trong chương trình này thì Shop em sẽ giới thiệu một cái máy bắt vít pin thương hiệu là Makita, mã số là TP141D, hàng sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Và đây là thông số kỹ thuật của nó. Và cái máy này Shop em đang bán với giá là 4.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Tại sao lại mắc như vậy? Thật sự là cái body cực kỳ hiếm mà trước giờ Shop em mới thấy. À, đây là cái máy bắt vít pin sử dụng động cơ không chổi than. Và cái máy này nó có đa chức năng luôn. Đầu tiên xin giới thiệu đó là cái bốn chức năng chính, đó là bắt vít nè, khoan có búa và bắt vít có búa. Điều chỉnh được hai tốc nhanh và chậm. Thì cái nút này nó chỉ được sử dụng khi mà chúng ta ở chế độ bắt vít. À, thì bắt vít thì chúng ta mới gạt được. Còn đối với chế độ khoan tường, khoan búa thì không thể gạt được cái này. Nếu mà cố tình gạt thì nó sẽ là gãy cái cốt, mà trường hợp đó Shop em sẽ không kiểm tra, không bảo hành. Nhưng mình để vậy nè, gạt lên xuống cực kỳ khó. Đó, từ số 2 xuống 1 rất là khó. Rồi, cái điểm đặc biệt là gì? Ở chế độ bắt vít thì chúng ta sẽ có được hai cái tốc nhanh chậm là một ha. Ở đây có thể chỉnh được tốc xoay gồm có 10 cấp. Cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và nhanh nhất là P. Thì hồi nãy mình đang kiểm tra ở nước số 2 và có 10 tốc xoay. Ở cấp 1 cũng vậy luôn, cũng có 10 tốc xoay. Đó là cực kỳ hay. Thứ hai là ở chế độ bắt vít có búa. Chế độ bắt vít có búa thì nó lại có 3 cái cấp chỉnh lực búa. Làm chỉnh lúc này à, 1, 2 và 3. Body này cực kỳ xịn. Và đây là cái nút báo đèn. Đó, để mình bật 3 cái đèn, đèn LED. Ok. À đây, xin giới thiệu cái lưu ý của hồi nãy á. Thì ở những các cấp bắt vít nè, bắt vít, khoan và khoan có búa thì chúng ta có thể chỉnh được cái nhanh và chậm ở cấp số 1, số 2. Nhưng mà riêng ở chế độ bắt vít và có búa thì nó phải gạt lên chế độ số 2 mà chúng ta không được quyền bẻ nó xuống. Vì cái đó sẽ bị gãy cốt. Rồi, một cái body cực kỳ hiếm mà bây giờ mới thấy lần đầu thôi. Xin nhắc lại, đây là cái máy bắt vít thương hiệu Makita, sử dụng động cơ không chổi than, sản xuất tại Nhật. Cục pin là pin 18V 3A. Và đây là chiếc cái máy bắt vít có nhiều chức năng nhất mà trước giờ mình mới thấy. Và cái máy này Shop em đang bán với giá là 4.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Nếu mà em có đọc nhanh quá thì anh chị có thể lấy giấy viết ra và ghi ngay thông tin này vào. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.